Xin được nhiệt liệt chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý và quý khán giả truyền hình đã đến với lễ công bố các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 8 năm 2022, chương trình do Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là lễ công bố và vinh danh các doanh nghiệp xuất sắc có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022. Xin được chúc mừng Tập đoàn Bảo Việt. Kính mời Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên sẽ chụp hình lưu niệm cùng đại diện các doanh nghiệp. Trân trọng kính mời. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho 172 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 8 năm 2022. Xin được trân trọng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên.